Chào mừng các bạn đã đến với kênh Công ty Công nghệ Mật mã, nơi chia sẻ những thông tin công nghệ hữu ích. Mình là Thanh Quý, chuyên viên marketing và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Google Calendar để book lịch họp. Google Calendar là một công cụ tuyệt vời giúp bạn quản lý thời gian và lịch trình cá nhân một cách hiệu quả. Với Google Calendar, bạn có thể dễ dàng tạo sự kiện, thiết lập lời nhắc và chia sẻ lịch với đồng nghiệp hoặc gia đình. Đầu tiên, để sử dụng Google Calendar, bạn sẽ vào trang web calendar.google.com. Tiếp theo đó, bạn sẽ đăng nhập tài khoản vào. Lưu ý đây là tài khoản Google miễn phí. Tiếp theo đó, bạn chọn vào tạo và lên lịch hẹn. Ở đây, bạn sẽ thêm vào tiêu đề cuộc họp. Ở đây, bạn sẽ có chọn thời gian cuộc họp. Đây, mình sẽ chọn là 1,5 giờ. Bạn có thể lặp lại cuộc hẹn này hàng tuần hoặc là chọn không lặp lại. Ở đây bạn sẽ chọn thời gian lịch họp. Mình sẽ chọn vào từ 9 giờ tới 10 giờ 30. Ở đây bạn có thể chọn một cuộc họp để không bị nhầm lẫn với các cuộc họp khác. Và ở đây bạn có thể chọn phương thức cuộc họp. Ở đây mình sẽ chọn là hội nghị truyền hình trên Google Meet. Ở đây bạn sẽ điền mô tả cuộc họp cho những người tham gia cuộc họp biết là họp về chương trình gì. Chọn vào lưu. Ở đây bạn có thể chia sẻ đến với đồng nghiệp và gia đình bằng cách là copy đường liên kết và gửi đến những người mà bạn muốn mời tham gia cuộc họp. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và subscribe kênh Mật mã Technology để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo.